cái phần làm nhanh thì coi như là auto nhưng nó rất tiện lợi cho gia đình và cái này nó tất cả mọi mẫu đôi chữ đơn đều có hết, tích vào phần trực tiếp của nó và mình lại có thể là sửa được luôn mẫu theo ý. Em sẽ tỉnh được theo giao đơn cửa hàng nhưng mà chủ yếu là vấn đề thì định đã thế nào, nó cứ ở đâu một chút nó tôi hiểu ở đâu là quan trọng nhất này. Thứ nhất là cái đường lược này, mục đích đường lược này gì, để cho nó đỡ khi mà quay lại mà cái mí này là cái trụ của mình nó êm này, nó không có bị nhỏ đúng không? Công nhân sẽ làm là hai. Đảm bảo luôn. Đấy là cái đường lược này. Ngày xưa chưa đường lược này thì người ta gặp phải khó làm là cái tỉ chỉ may chữ V này, xong người ta lại quay ra này, mí một lần này. Mí một lần nữa. Xong bắt đầu đưa dao cắt, đúng không? Cái quay làm kê lại lần thứ hai ở đây thành hai đường chỉ, nó bị cứng. Đây thì một đường chỉ rồi, trụ đã êm hơn. Là một. Cái phần thứ hai là cái phần góc này, nó chạy nhặt chỉ lại để chống xì. Và chất liệu vải có thể mình chỉnh to nhỏ này bằng cách gì là mình sửa trên mặt theo ý của mình, ví dụ V nhiều V ít và đây cua nhỏ ít là ok. Đấy là cái hiệu quả nhất của cái trên này. Cái đường này nó may sau không? Vâng. Lược xong, nó lược xong bắt đầu chạy ra đường ngoài à. Em chạy lại luôn cho anh nhìn thấy. Đây là những phần tuyêu, mình cần quan trọng cái công nghệ của nó phải là cái tuyêu, đúng không? Không cần công nhân lành nghề, chỉ cần công nhân biết thì đấy, đặt suốt tình hình còn cái phần đơn. Nhất một lần nữa là máy automatic tự chạy. Và khi tự chạy thì có chế độ này nữa này, bàn kẹp này nó banh lại cho khỏi nghe này à. Banh cho đẹp mà thúc mình lên khi chạy xong bơ là nó im. Và phần dao này cũng thế, chém dao nào automatic chỉnh cao thấp để cho góc nó không sưng và không nhú, và có chỉnh trái phải cho công nhân dễ làm theo chất liệu vải mình là đều chỉnh cái máy được luôn. Gần sửa máy này gần như là không